Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán của em Dương Ô Tô Thái Nguyên. Ngày hôm nay thì nhà em mới về một mẫu xe Outlander 7 chỗ phiên bản LTZ. Phiên bản LTZ là phiên bản số tự động nha quý anh chị nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, biển gốc thành phố. Một mẫu xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của Chevrolet nha quý anh chị nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 6 vạn km và bên nhà em đang chào bán với mức giá là 415 triệu đồng. Một cái mẫu xe rất là hợp lý, giá tiền cũng rất là bình dân ạ. Phiên bản LTZ này được trang bị động cơ là 1.8 đi kèm hộp số tự động. Một mẫu xe 7 chỗ rất là đẹp nha quý anh chị nhé. Bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại là 0968 288 444 ạ. Với cái mẫu xe này thì 7 chỗ nó rất là rộng rãi, phong dáng thì cũng rất là đẹp. Đặc biệt nó là thương hiệu đến từ Mỹ nên là nhìn nó sẽ rất là hầm hố, nhìn nó sẽ rất là khỏe khoắn các bác nhá. Đây em sẽ quay cho bác xem một vòng quanh cái phong dáng xe đời 2015 nhưng mà rất là mới, đi 6 vạn km. Trung bình là mỗi năm đi hơn 1 vạn km của anh chị nhé. Đây phía đằng sau này, đi chiếc xe này thì nó cũng khá là đầm chắc và cách âm cũng rất là tốt nha quý anh chị nhé. Loa âm thanh giải trí thì nghe cũng rất là ấm. Đây giờ em sẽ quay chi tiết hơn. Bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng kết nối Zalo, Facebook qua số điện thoại là 0968 288 444. Em sẽ gửi những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này nhé. Về chất lượng của xe, không những chiếc xe này và toàn bộ những chiếc xe mà em chào bán cho quý anh chị và bạn thì bên em đều cam kết là không có đâm va, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, hộp số và động cơ cũng là nguyên bản theo nhà sản xuất quý anh chị nhé. Đây em sẽ quay chi tiết này. Xe được sản xuất năm 2015. Đây các bác quan sát là cái đèn của nó rất là mới nhá. Đèn rất là trong luôn ạ và không có một hiện tượng gì gọi là ố vàng hay là bị rạn nứt nha mọi người nhá. Và đèn này hoàn toàn là đèn zin theo xe. Ở phía dưới thì xe cũng được trang bị một cái đèn gầm nhá quý anh chị nhá. Đây cái này nó hơi bẩn một chút. Đèn thì trang bị hoàn toàn là bóng đèn sợi đốt halogen. Em quay trời thời tiết miền Bắc nó nắng nên là nó hơi bị chói, các bác xem thì thông cảm nhá. Đây logo rồi là các thanh mạ chrome nó rất là sáng bóng này, cực kỳ đẹp nha mọi người nhá. Xe qua sử dụng thì không tránh khỏi xước sát nhưng mà bên em cũng đã spa lại rồi, spa đẹp đẽ rồi, về giờ chỉ có đổ xăng vào chạy thôi các bạn. Và chiếc xe này mức tiêu hao nhiên liệu thì nó chỉ ăn vào khoảng 7 lít rưỡi cho một đến 8 lít. Đường đô thị thì nó ăn khoảng 9 lít, cũng một cái mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất là hợp lý rồi ạ. Trong một chiếc xe 7 chỗ. Đây. Đèn nó cũng cực kỳ trong nha mọi người nhá. Mẫu xe này là mẫu xe MPV 7 chỗ, nó cạnh tranh trực tiếp với chiếc Innova. La răng được trang bị la răng 5 chấu to bản này, được sơn màu bạc rất đẹp nhá. Đó. Và kích thước của bản la răng này là 17 inch nhá quý anh chị nhá. Đây 17 inch ạ. 225/50R17. Và lốp thì các bác quan sát là lốp còn khá là mới này. Ta lông này, rồi là những cái rô lốp, rãnh lốp nó còn rất là sâu này. Đó. Xe thì không được tích hợp xi nhan gương nhưng mà nó sẽ có một cái xi nhan hông ở đây nhá quý anh chị nhá. Đấy. Xi nhan hông này. Đăng kiểm của xe còn khá dài, đến tận tháng 2 năm 2021 ạ. Đăng kiểm và phí đồng bộ. Đây, em sẽ quay xa cho các bác quan sát toàn bộ cái phần hông xe này. Đó. Toàn bộ các tay nắm mở cửa thì đều được ốp chrome và nó đều trang bị cái phím khóa mở cửa thông minh nhá quý anh chị nhá. Đây. Toàn bộ cho 4 cánh ạ, riêng dòng Chevrolet kể cả chiếc Cruze thế.
toàn bộ là được trang bị cho 4 cánh luôn, khóa mở cửa thông minh cả 4 cánh. Hệ thống phanh đĩa 4 bánh nhá quý anh chị nhá. Đây, phanh đĩa 4 bánh luôn. Tí nữa thì em sẽ mở lắp capo lên là xem hệ thống phanh là có phanh ABS không nhá quý anh chị nhá. Là dòng 17 inch 5 chấu to bản, nhìn rất là khỏe khoắn này. Đây, tiến tới đến phần đuôi xe. Đây, phiên bản Orlando LTZ. Quý anh chị và bạn có thể quan sát thấy là cái bộ đèn hậu của chiếc Orlando này nó rất là mới nhá. Đèn pha và đèn hậu nó cực kỳ là trong. Những cái đường giáp nối này nó rất là khăng khít với nhau nhá mọi người nhá. Phía sau của chiếc LTZ này được trang bị cảm biến lùi ạ. Đây là cụm, đây là đèn lùi nhá mọi người nhá. Đây đèn lùi này, đây cảm biến lùi. Xe thì chưa có camera lùi. Xe chưa được trang bị camera lùi quý anh chị nhá. Đây, đèn đóm này các bác quan sát này. Rồi là những cái đường giáp nối với nhau. Nó rất là khăng khít luôn ạ. Đèn trong vắt. Có cảm biến lùi. Đó. Có gạt mưa sau, có xịt nước. Đây phía trên này. Nóc xe thì cũng có cái giá để chúng ta chở đồ nhá. Dàn lốp này khá là mới. Dàn lốp này khá là mới quý anh chị ạ. Đây, la răng các thứ nó còn rất là mới luôn ạ. Với cái tầm tiền chỉ hơn 400 triệu, bên em đang chào bán là 415 triệu. Thì đây nó là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho bác nào mà đang có nhu cầu sở hữu một chiếc xe 7 chỗ đi gia đình, hoặc là chúng ta có thể chạy dịch vụ cũng được nhá. Đó, với cái giá xăng hiện tại và với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó cũng rất là hợp lý để chúng ta có thể kinh doanh dịch vụ ạ. Máy 1.8, nó chung máy với chiếc Cruise LTZ nha quý anh chị nhá. Đây, là rằng các bác quan sát này, nó rất là mới luôn. Riêng về la răng thì bên em không có sơn tỉa lại đâu quý anh chị nhá. Bên em chỉ có sơn tỉa lại những vết xước ở ba đầu sốc trước sau này. Những cái nơi mà không thể tránh khỏi những cái vết xước sắt. Và bên em đánh bóng lại xe thôi, chứ còn hoàn toàn là không có một vết nào gọi là phải gò hàn hay là phải bả ma tít dày đâu quý anh chị nhá. Hoàn toàn là không có. Thân vỏ rất là đẹp luôn. Sơn xi bóng bẩy. Còn đây là nội thất của chiếc Orlando này. Nội thất của chiếc Orlando này thì được trang bị là nội thất màu ghi. Đây màu ghi này, màu ghi xám và pha lẫn một chút những cái màu màu đen này, nhựa táp lô màu đen này. Đó. Rồi là những cái phần trên táp ly cửa nó cũng là màu đen nhá quý vị anh chị nhá. Gương thì hoàn toàn là gương kính chỉnh điện nha quý anh chị nhá. Gương kính điện tích hợp cục xòe luôn. Đó, motor hoạt động rất là nhẹ nhàng. Đây, đây hệ thống gương kính chỉnh điện và cục điện luôn này. Bốn tổng nâng hạ kính đây. Tay nắm phía trong. Đây là chúng ta có cái phần da mềm này. Táp ly của chiếc xe này nó còn khá là đẹp, khá là mới. Nhựa như còn rất là tươi. Về chất lượng của xe thì bên em cam kết nha các bác nhá. Đây là keo chỉ em sẽ không quay nữa. Không có đâm va, không tai nạn, keo chỉ zin cả xe ạ. Đây em sẽ quay trước về nội thất này. Đây các bác quan sát này. Ghế zin thao xe. Qua 5 tháng sử dụng từ năm 2015 đến giờ và chạy cũng 6 vạn rồi. Mà ghế của nó thì còn rất là đẹp. Đấy, da này thì cũng khá là bền đấy ạ. Sờ cũng khá là mềm luôn. Ghế trong bị ghế cơ thôi. Ốc chuông đánh cửa đây các bác quan sát là còn rất là sáng và nó còn nguyên sơn dấu này. Đây các con ốc bản lề các thứ này các bác quan sát này. Đó. Đây, ốc bản lề cánh cửa trước đây. Nó còn nguyên cái vết sơn dấu của nhà sản xuất nha mọi người nhé. Về chất lượng của xe thì bên em cam kết và có bao trích hãng test thợ thoải mái cho các bác luôn nhé. Các bác đến xem xe thì có thể đem theo thợ hoặc là những người am hiểu về xe để đến xem xe cho các bác nhé.
hệ thống đèn đấy ạ. Đèn pha này. Rồi vô lăng rất đẹp, vô lăng 4 chấu. Đó, vô lăng 4 chấu. Có tích hợp phím bấm này. Những phím đơn giản như là tăng giảm âm lượng và các phím điều hướng thôi. Và đây là cái khu vực cần số của chị nhá. Các bác quan sát là cần số nó rất là mới luôn. Vô lăng củ số rất là đều nhá. Đây ạ. Và có cả chế độ bán tự động này. Xe được trang bị hệ thống điều hòa auto một vùng. Hệ thống khiển cửa trung tâm đặt ở giữa đây. Đây là hệ thống, đây là nút bấm đèn nổ start top này. Đó. Bên này chúng ta có hệ thống cân bằng điện tử nha quý anh chị nhá. Chức năng này giúp cho chiếc xe đi thì nó không bị chồng chành và sẽ giúp cho chiếc xe nó cân bằng hơn. Đây, đầu CD 6 đĩa. Các bác nào mua chiếc xe này về thì chúng ta sẽ độ cái màn hình thì nó sẽ nằm ở khu vực này. Một chiếc màn hình Android rất là đẹp, rất là to sẽ nằm ở đây. Đó. Giá cả những cái màn hình thì nó cũng tùy thôi ạ. Trên thị trường thì giờ nó rất là nhiều. Đây là cái hệ thống chỉnh đèn này. Đó, chỉnh đèn chân. Đây chúng ta có một cái gương. Gương cầu lồi này. Đó, đây là gương chiếu hậu phía sau. Các bác quan sát là cái bề mặt ghế của chiếc xe này. Từ năm 2015 đến giờ chạy 6 vạn km nó còn rất là đẹp nhá. Mọi chi tiết nhựa đây như khay để cốc này. Đây. Rồi là những cái củ sạc này. Đây là cổng sạc 12V. Trong này chúng ta có một cái hốc chứa đồ. Mọi chi tiết nó còn rất là đẹp. Trần nỉ thì rất là sạch sẽ, sáng sủa nha mọi người nhá. Đây em quay cho các bác xem đây. Đó. Mọi chi tiết trong xe nó còn rất là đẹp. Dấm xe xuống cái hàng ghế phía sau nhá. Đây, các bác quan sát luôn cái khóa cửa cho em ạ. Đây ạ, nó còn rất là mới. Nó rất là sáng nhá. Em sẽ quay hơi chéo một chút nha quý anh chị nhá. Vì em quay từ trong ra thì nó hơi bị chói. Đây ạ, cái bề mặt cửa phía sau này. Nó còn rất là mới, rất là đẹp nhá mọi người nhá. Đó, qua 5 tháng sử dụng thì nó có đôi chút hơi bị xước nhẹ thôi. Đó, còn những cái đường mạ chrome thì nó còn rất là sáng bóng luôn. Mọi chi tiết ráp nối với nhau thì còn rất là khăng khít nhá. Cửa giả đóng cực kỳ là chắc chắn luôn ạ. Xe được lót cái rối này. Đó, vệ sinh rất là dễ dàng. Và đây là cái hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau của xe thì nó rất là rộng rãi nhá quý anh chị nhá. Đây cái khoảng ghế phía trước này. Đó, nó rất là rộng và xe thì được trang bị cửa vó điều hòa. Hàng ghế thứ hai nằm ở vị trí này. Đây tổng thành cái khoang lái thì các bác quan sát này. Các bác thông cảm là em quay ra nắng nên là nó hơi bị chói nhá. Còn xe thì cực kỳ là đẹp luôn. Các bác nào quan tâm thì kết nối Zalo để em gửi hình ảnh cho nhá. Zalo của em nó theo số là 0968 288 444. Đây là cái hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba ở chiếc xe này thì rất ít khi sử dụng đến rồi. Nó còn quá mới ạ. Đây, các bác quan sát này. Không có một vết nhăn nhầu nào luôn. Chiếc xe này hàng ghế thứ ba hầu như là không dùng đến rồi. Hàng ghế thứ ba này theo bác chủ xe thì bác bảo toàn gặp lại để chở đồ thôi. Chứ hầu như là không có dùng đến mấy. Đó. Một chiếc xe 7 chỗ. Rất là rộng rãi luôn. Đây em sẽ ra ngoài quay cho bác nhìn dễ hơn nhá. Đây cái sơn dấu của nhà sản xuất đấy. Đó. Em sẽ mở cái phần cốp xe lên. Đây cốp sau. Cốp sau thì nó cũng chỉ có như thế này thôi.
đây hàng gì phía sau em sẽ quay lại cho các bác quan sát kỹ hơn. Ta đi cửa đây các bác nhé. Đây xe đi nhỏ hơn đi ít, các bác cứ quan sát vào những cái mà chúng ta thường xuyên sử dụng đến trước cái cửa này, rồi là những cái vô lăng cửa sổ, những cái tay nắm mở cửa thì các bác có thể biết được cái chiếc xe nó chạy nhiều hay chạy ít nhá. Ốc hiệu thoáng choang luôn này. Đây sơn dấu của ốc bản lề này. Táp lê cửa còn khá là mới ạ, mọi chi tiết có còn rất là nuột luôn nha mọi người nhé. Hệ thống loa của chiếc xe này nghe cũng rất là hay, rất là ấm ạ. Loa thì em sẽ không test nhiều vì là em quay YouTube này thì nó liên quan đến những cái bảo những cái như là vi phạm bản quyền nhiều nên em sẽ không quay về âm thanh nhá quý chị nhá. Đây, nội thất của chiếc xe này nó còn rất là đẹp luôn. Ok, rồi em sẽ quay một vòng quanh phía ngoài cho các bác quan sát lại một lần nữa nhá. Cửa giả nó đóng rất là chắc chắn, thân vỏ của chiếc xe này thì nó rất là dày, đảm bảo với các bác là nó dày hơn những chiếc Innova rất là nhiều nhá. Đây, các bác quan sát tiếng đóng cửa này. Đó, đây em cho các bác xem qua cái phần khoang động cơ nhá. Đây là khoang động cơ của chiếc Orlando LTZ này, máy chung với máy của chiếc Cruise LTZ, có hệ thống phanh là phanh ABS luôn quý chị nhá. Đây cụm phanh ABS phía trong này, phanh đĩa 4 bánh là có ABS. Đây, phong máy thì nó rất là sạch sẽ. Đó, máy zin quý anh chị nhá. Và bề mặt máy thì nó rất là sạch sẽ, khô ráo. Riêng về động cơ hộp số và chất lượng của xe thì bên em hoàn toàn cam kết với các bác là không có một lỗi nhỏ nhá. Máy số nguyên bản, keo chỉ zin cả xe. Chiếc xe này nó là gốc thành phố nên các bác về Hà Nội thì sẽ không mất phí 20 triệu tiền biển nữa nhá. Bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho em Dương theo số điện thoại là 0968 288 444 xem xe tại thành phố Thái Nguyên quý anh chị nhá. Giờ thì em cũng xin phép là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và bạn ở những video tiếp theo ạ.